Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn tiếng Việt lớp 3, sách kết nối tri thức và cuộc sống, tuần 6, bài 11, lời giải toán đặc biệt. Đọc. Em thấy bài toán dưới đây có gì đặc biệt? Vừa gà vừa chó, tất cả bốn con bó lại cho tròn, 10 chân vừa đủ. Xin được hỏi nhỏ, mỗi loại mấy con? À, ta thấy là các bài toán thường viết bằng những câu văn, nhưng bài toán này lại được viết bằng một bài thơ. Bài toán rất đặc biệt. Bài toán được viết bằng một bài thơ. Tiếp theo là mời các em sang phần bài đọc. Lời giải toán đặc biệt. Victor Hugo bộc lộ tài năng thơ ca của mình từ rất sớm. Hồi còn là học sinh tiểu học, cậu học chăm, thông minh, giỏi đều các môn. Một lần vào giờ kiểm tra toán cuối năm, trong khi các bạn khác mải miết làm bài, thì không hiểu sao Hugo lại ngồi cắn bút từ đầu giờ. Thầy giáo cũng sốt ruột thay cho học trò của mình. Chỉ còn 20 phút nữa là phải nộp bài. Các bạn xung quanh đã có người làm xong, thế mà Hugo vẫn ngồi cắn bút, hai tay đỏ nhừ. Thầy giáo lại giơ đồng hồ ra xem và nhìn Hugo. Còn 15 phút nữa. Lúc này Hugo bắt đầu đặt bút viết. Thầy giáo thở phào. Nhưng liệu có kịp không nhỉ? Ông lo lắng thay cho Hugo. Hugo mãi miết viết và may thay, khi tiếng trống báo hết giờ vang lên thì cậu cũng viết xong đáp số và mang bài lên nộp. Thầy giáo liếc nhìn bài của Hugo, đáp số đúng rồi. Chợt thầy reo lên. Lời giải bài toán được viết bằng thơ. À ra thế. Sau này, Victor Hugo đã trở thành nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng thế giới, theo kể chuyện danh nhân thế giới. Từ ngữ thở phào, thở ra một hơi dài, vẻ khoan khoái, nhẹ nhõm vì đã trút được điều lo lắng trong lòng. Rồi dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi số 1. Victor Hugo đã bộc lộ năng khiếu gì từ rất sớm? Rồi dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi này. À, Victor Hugo bộc lộ tài năng thơ ca của mình từ rất sớm. Rồi như vậy các em trả lời là Victor Hugo đã bộc lộ tài năng thơ ca của mình từ rất sớm. Câu hỏi số 2. Trong giờ kiểm tra toán, vì sao thầy giáo lại lo lắng cho Victor Hugo? Một lần vào giờ kiểm tra toán cuối năm, trong khi các bạn khác mải miết làm bài, thì không hiểu sao Hugo lại ngồi cắn bút từ đầu giờ. Thầy giáo cũng sốt ruột thay cho học trò của mình. Rồi như vậy là trong giờ kiểm tra toán cuối năm, trong khi các bạn khác mải miết làm bài, thì không hiểu sao Hugo lại ngồi cắn bút từ đầu giờ. Vì thế nên thầy giáo rất lo lắng cho Hugo. Câu hỏi số 3. Vì sao thầy giáo lại reo lên khi xem bài của Victor Hugo? A. Vì Hugo nộp bài đúng giờ. B. Vì Hugo làm đúng đáp số. C. Vì lời giải toán được Hugo viết bằng thơ. À, dựa vào nội dung bài đọc thì chúng ta biết là thầy giáo reo lên khi xem bài của Hugo, đó chính là vì lời giải toán được Hugo viết bằng thơ. Các em chọn đáp án C. Bốn. Qua giờ kiểm tra toán, em thấy Hugo là người thế nào? À, qua giờ kiểm tra toán thì ta thấy Hugo là một cậu học sinh rất là thông minh
và có tài năng thơ ca từ rất sớm. Em thấy Hugo là một cậu học sinh rất thông minh, có năng khiếu về thơ ca từ rất sớm. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.